Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, Chuột được chọn là con vật tiên phong, dẫn đầu. Bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Trong tháng 9, khẳng định sẽ là thời điểm cực kỳ thành công của bạn, chắc chắn bạn sẽ nhận được những thành quả như ý. Về mặt kinh tế tốt, tuổi Tý là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ, chịu khó thì trong tháng 9 âm lịch, không những tiền đầy túi mà công danh sự nghiệp cũng phất lên như diều gặp gió. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để nắm được vận trình của mình trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các sao chủ tuổi Tý trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Về đường công danh sự nghiệp của quý sao chủ tuổi Tý trong tháng này không khởi sắc, thậm chí vì lo nghĩ nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Công việc không có quá nhiều thay đổi nên gia chủ không nên quá lao lực, thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư lớn. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ. Tử vi năm Nhâm Dần 2022 chỉ ra rằng những người tuổi Tý kinh doanh buôn bán sẽ gặp thuận lợi nhiều vào thời điểm cuối năm chứ chưa phải là bây giờ. Hợp tác làm ăn nên cân nhắc kỹ lưỡng, có điểm phá hoại, chủ quan khinh suất là thất bại tức thì. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi gia chủ tuổi Tý năm Nhâm Dần cho thấy tài lộc tại thời điểm này của gia chủ kém, tiền làm ra ít nhưng chi tiêu nhiều. Tháng này gia chủ còn có xu hướng hưởng thụ nhiều. Theo đó, tiền kiếm được nhưng khó tích lũy vì tiêu hao lớn, đa phần thỏa mãn nhu cầu của cá nhân. Nếu có ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn thì tháng này chưa phải là thời điểm thích hợp bởi lợi bất cập hại, có thể bị thua lỗ, khó thu hồi vốn. Thời gian này nên học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh tâm lý a xua đám đông. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân, thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này, tình hình sức khỏe của gia chủ tuổi Tý không có gì đáng ngại, tuy vậy khó tránh các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp khi giao mùa. Áp lực công việc, chuyện tiền bạc con cái là nguyên nhân chính khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra. Nếu khắc phục được vấn đề này, mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Ngoài ra, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ tuổi Tý nên chú ý đến mắt và các bệnh liên quan đến mắt, tránh để xảy ra tai nạn về mắt. Tháng này cũng nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Nữ mạng cần đề phòng các bệnh phụ khoa, chủ động đi thăm khám định kỳ để sớm có phương án phòng ngừa hoặc chữa trị. Các gia chủ tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình cảm, xét về phương diện tình duyên gia đạo của quý gia chủ tuổi Tý trong tháng này khá là tốt. Với tuổi Tý độc thân, tháng này mở ra nhiều mối quan hệ cắt lành, thúc đẩy nhân duyên vượng, lứa đôi tìm tới nhau, cùng nhau có những trải nghiệm thú vị. Đời sống tình cảm vì thế mà thêm phần phong phú, người đến người đi dập dìu. Đối với những người đã yên bề gia thất, tháng này tình cảm vợ chồng gặp trục trặc do nhiều mối lo ngại về cuộc sống, tiền bạc, công việc làm ăn, sức khỏe. Đôi bên không học cách chia sẻ, ắt nảy sinh tâm lý chán trường, là mối đe dọa cho hạnh phúc của gia đình. Tử vi của người tuổi Tý trong tháng 9 âm lịch năm 2022, tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Xem tử vi tháng Canh Tuất trên phương diện tài lộc,
Cũng như sự nghiệp, người tuổi Bính Tý có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn đạt được bước thăng tiến như mong muốn. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình cho là làm đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Về các mối quan hệ, đường độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp để nhiều mặt. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt, nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 phát triển khá tốt trong tháng này. Người làm kinh doanh càng có nhiều thuận lợi khi mỗi ngày đều có lượng khách hàng đều đặn ra vào, tiền bạc kiếm về dư dôi. Nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh không ngừng. Nguy cơ đụng độ đào hoa xấu của bạn cũng cao hơn. Hãy chú ý giữ vững lý trí và khoảng cách thích hợp với người khác phái, đồng thời quan tâm đến gia đình, nếu không rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình gây nhiều tổn hại cho gia đình. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Ở độ tuổi này, người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với mình. Dù ở tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư, nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Xem tử vi tuổi Canh Tý tháng 9 năm 2022, do đã có tuổi nên sức khỏe của quý ông bà không còn được tốt như trước, nên chú ý đến các căn bệnh tuổi già, bệnh tật lâu khỏi, vì thế cũng phải chi tiêu nhiều và thuốc thang nhiều. Thêm nữa, gia đạo tháng này cũng không tốt, có chuyện buồn đưa tới. Tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Tháng 9 này, gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn với con giáp này. Tuy nhiên, đương số cũng rất dễ phạm phải tiểu nhân, họa thị phi, nghiêm trọng còn có thể dính líu tới pháp luật, kiện tụng. Vấn đề sức khỏe cũng có dấu hiệu sụt giảm, cần chú ý chăm sóc cơ thể. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục Hợp Mão, Tam Hợp Dần và Ngọ Thành Hỏa Cục, Xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mồi, Tuổi Thìn. Đối với những người tuổi Tý trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 9 năm 2022, tức mùng 8 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 9 năm 2022, tức 20 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 9 năm 2022, tức ngày 20 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hòa Thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tý trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 9 năm 2022, tức ngày 3 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 9 năm 2022, tức 15 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là 2 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp Phú Long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu.
họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Tý trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.